trong xã hội bây giờ, thứ tranh lệch lớn nhất giữa người với người không phải là chỉ số thông minh đâu, mà là nhan sắc. Ít ai quan tâm đến việc bạn có giỏi giang hay không, mà ấn tượng đầu tiên vẫn là bạn có đẹp hay không trước đã. Vì thế mà để được tôn trọng hơn, được yêu chiều hơn, thì chị em chúng ta cần phải làm đẹp trước cái đã. Vì sắc đẹp gần như ảnh hưởng quá lớn đối với một người phụ nữ. Đến một người phụ nữ đẹp, mình còn muốn ngắm huống chi đàn ông họ không say, không mê muội làm sao được. Vì sắc đẹp quan trọng lắm, nên bạn hãy luôn giữ cho mình luôn xinh đẹp, để được yêu chiều, được tôn trọng trong xã hội và cả trong gia đình nữa dù sao thì bạn cũng nên xinh đẹp khi còn có thể, để không phải hối hận, không phải tiếc nuối, vì để tuột mất tuổi thanh xuân của cả một đời người. Trong video này, bên mình sẽ chỉ cách sử dụng kem dưỡng da Body The Mon, là dòng kem dưỡng da Body đang được nhiều chị em tin dùng, vì khả năng dưỡng da Body hiệu quả cao của nó. Để bạn dùng sao cho đúng cách và đạt được kết quả tối ưu như mong muốn, cũng như trắng đẹp nhanh, để mặc gì cũng đẹp nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Các bước sử dụng kem Bước 1, tắm sạch cơ thể với sữa tắm chuyên dụng rồi dùng khăn bông mềm lau khô nhẹ nhàng. Bước 2, lấy một lượng kem vừa đủ thoa đều khắp cơ thể. Bước 3, dùng các ngón tay mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Trong quá trình sử dụng kem dưỡng da Body The Mon, bạn nên sử dụng sản phẩm đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả dưỡng trắng da tốt nhất. Nên kết hợp dùng thêm kem chống nắng để tăng cường khả năng bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Không thoa kem ở những vùng da bị chảy xước và có vết thương hở. Bảo quản nơi khô thoáng, tránh để nơi có nhiệt độ cao. Khi sử dụng kem bạn cũng lưu ý kem gần như không có tác dụng phụ nào. Nếu khi xài có hiện tượng đỏ rát da hoặc nổi mụn kéo dài sau đó thì có thể bạn mua phải kem giả hoặc da bạn không hợp kem này. Khi có triệu chứng đó bạn có thể liên hệ để được nhân viên bên shop mình tư vấn kỹ hơn cho bạn nhé. Kem Body The mon hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem body giờ mon hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.